sức mạnh của phòng marketing thực sự nó nằm ở văn hóa doanh nghiệp, nó nằm ở con người văn hóa doanh nghiệp. Cái khó nhất là lãnh đạo phải tạo gương, nếu không nhất quán sẽ không giờ tạo được văn hóa doanh nghiệp. Là giá trị lõi là ông bảo là ông nhất quán, là ông bảo là giá trị lõi là tôi tập trung khách hàng, cái hành vi của ông nó có nhất quán không? Nếu như lãnh đạo bảo lãnh đạo tập trung vào khách hàng, ví dụ bây giờ có một khách hàng họ phàn nàn về sản phẩm dịch vụ, các anh chị có dám trả lại tiền hết cho họ? Nhưng mà sau khoảng hơn 10 năm mình vận hành, sau mình lead cái đội ngũ marketing của mình đào tạo rất nhiều đội ngũ kế cận về marketing, mình mới nhận ra một cái điều, sức mạnh của phòng marketing thực sự nó nằm ở văn hóa doanh nghiệp, nó nằm ở con người văn hóa doanh nghiệp. Bên mình có một cái về mặt triết lý, tức là về văn hóa. Văn hóa của bên mình đó là văn hóa tập trung vào khách hàng, vào trải nghiệm khách hàng. Nên tất cả những nhân viên khi mình phỏng vấn về marketing này, phỏng vấn về nhân viên sale này, hay về R&D này, kể cả những cái bộ phận khác, thì các bạn đều phải tức là về mặt tư duy cho mặt hành vi là phải đồng bộ với nhau về trải nghiệm, về cái triết lý tập trung vào khách hàng. Có nghĩa về mặt hành vi như nào? Đây mình show lên chị thôi. Hôm nay không phải nói về văn hóa doanh nghiệp, mình phải nói qua anh chị biết. Đầu tiên này, lãnh đạo. Lãnh đạo là hiểu mình và đưa ra giá trị gì ạ? Giá trị lõi. Bước số 2, ra giá trị lõi rồi, nhưng mà cái quan trọng hơn ý, khó hơn đó là gì? Là hành vi cụ thể là gì? Hành vi cụ thể rồi, từ hành vi cụ thể này rồi, từ những giá trị lõi này ra hành vi cụ thể rồi, chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta phải có những kết quả nhất định. Và bước 4 là chúng ta sẽ phải gì ạ? Phải truyền thông. Và bước 5 chúng ta sẽ phải đánh giá. Đánh giá và gì ạ? Và đổi mới. Đánh giá, cải tiến, đổi mới. Thì mình nói đến cái này là cái gốc. Nghe này có vẻ hơi khoai một chút. Thứ nhất ấy, lãnh đạo đưa giá trị lõi. Nhưng mà chúng ta phải nhìn một điều gì? Nếu như lãnh đạo bảo lãnh đạo tập trung vào khách hàng, ví dụ bây giờ có một khách hàng họ phàn nàn về sản phẩm dịch vụ, các anh chị có dám trả lại tiền hết cho họ? Như bên mình nhá, hơn 10 năm qua nhá, bất kỳ một khách hàng nào phàn nàn về sản phẩm dịch vụ của mình không còn quan tâm mình đúng hay sai, trả hết tiền. Cái nhóm rất là ít, nhóm nó chỉ có chắc chưa đến 1%. Mình không quan tâm doanh nghiệp đúng hay sai, trả lại tiền. Có hiểu ý không ạ? Bởi vì quan điểm của mình là gì? Mình bảo rồi, nếu như một khách hàng có phàn nàn về sản phẩm dịch vụ của mình thì rõ ràng là mình là người đã không tạo giá trị cho họ, thì chúng ta nên cảm thấy xấu hổ trong cái việc đấy và nên trả tiền cho khách hàng. Đấy, và đây là hành vi cụ thể. Cái này mình nói để gì? Toàn bộ nhân viên mình đều biết và có những bạn đang ngồi gì? Đây là cái hành vi cụ thể. Hoặc là ví dụ như bên mình, cái giá trị nó đã thể hiện là gì? Như bên mình các anh chị sẽ không bao giờ thấy mình chốt sale đúng không? Anh chị không thấy, phải nó không phải cá tính của mình. Và bên mình bảo toàn bộ nhân viên sale mình là gì ạ? Nếu như ở đây tôi thấy một bạn chỉ tập trung vào chốt đơn, sau đó kệ mẹ khách hàng đấy, tôi sẽ miệt thị các bạn. Các anh chị hiểu không ạ? Tức là mình thống nhất tư tưởng ngay từ bên trên xuống. Tức là cái giá trị và hành vi của lãnh đạo nó phải sao ạ? Nó phải nhất quán. Cái khó nhất là lãnh đạo phải tạo gương. Nếu không nhất quán sẽ không giờ tạo được văn hóa doanh nghiệp. Thì đây nó phải là cái triết lý. Và mình lấy cụ thể. Bây giờ chúng ta nói tại sao nó là sức mạnh. Ví dụ như mình có hay phỏng vấn sâu khách hàng không? Mình chia sẻ là gì ạ? Mình thường xuyên tiếp xúc với các khách hàng ở bên mình liên tục. Và trong đó có những đoạn mình ghi âm về nỗi đau, về vấn đề khách hàng. Sau đó mình phân tích lại cho nhân viên. Các anh chị có thấy là ngay buổi đầu tiên mình thấu hiểu cái khách hàng các anh chị bằng điều gì ạ? Hai ban đầu mình làm gì ạ? Hai ban đầu mình hỏi cái gì của anh chị ạ? Về nỗi đau, để mình biết được từ cái nỗi đau của anh chị đấy, mình biết được là cái nội dung bài giảng của mình nó có matching với cái nỗi đau của anh chị không, đúng không? Ví dụ bài giảng hôm nay nó có giúp anh chị giải quyết nỗi đau của mình không. Và thứ hai là để cho các bạn bên dưới kia bạn cũng biết được nỗi đau của anh chị là gì, và cái nỗi đau đấy nó lại là đầu vào cho không gì ạ, cho không nghiên cứu phát triển sản phẩm của bên này. Mọi người hiểu không nhỉ? Tức là gì ạ? Về mặt hành vi nhá, là giá trị lõi là ông bảo là ông nhất quán, là ông bảo là giá trị lõi là tôi tập trung cái hàng, cái hành vi của ông nó có nhất quán không? Đấy. Thì đối với bên mình để xây dựng được văn hóa xử lý thì bắt buộc lãnh đạo nói phải đi đôi với làm. Còn lãnh đạo nói một đằng làm một kiểu không có xây dựng văn hóa doanh nghiệp được. Đấy. Và ví dụ như bên mình chẳng hạn, cái giá trị ví dụ mình nói một cái ví dụ, cái giá trị là tập trung vào trải nghiệm khách hàng, giá trị của lõi số 1 nó thêm một điều gì? Toàn bộ năm 2020, toàn bộ cơ sở cũ mới thay thế hết bằng một những địa điểm toàn 4 sao trở lên, 4 sao trở lên. Đấy, về trải nghiệm khách hàng. Và thứ hai là về từ trải nghiệm nhân viên, trải nghiệm khách hàng mình nâng hết lên. Đấy. Và tất nhiên là cái này nó hỏi gì ạ? Là lãnh đạo thấy được tầm quan trọng của nó. Tí mình sẽ cho khi chị làm xong bài tập này mình sẽ nói đến cái phần mà văn hóa doanh nghiệp, mình sẽ nói đến cái trường hợp case study của Amazon. Các chị thấy nó sức mạnh nằm ở đâu. Đấy. Tiếp theo đấy, từ cái triết lý này chúng ta mới triết lý là chúng ta tuyển được con người phù hợp, và từ con người mới đẻ ra quy trình. Vấn đề lớn nhất của anh chị là gì? Là anh chị không tuyển được người phù hợp. Tại sao anh chị không tuyển được người phù hợp? Bởi vì doanh nghiệp không có bộ giá trị của nó rõ ràng. Khi chị học cái lớp tuyển dụng của mình, vòng cuối cùng mình tuyển dụng đó là vòng bộ lọc về văn hóa doanh nghiệp. Anh chị có thể rất giỏi về các kiến thức chuyên môn, nhưng nếu như anh chị không có một tính cách về caring, quan tâm đến khách hàng, thì các anh chị có giỏi mấy anh chị cũng không phù hợp mà anh chị ra chỗ khác. Mong hiểu hiểu ạ? Bởi vì bản chất của một cái văn hóa tập trung vào trải nghiệm khách hàng đó là văn hóa gì ạ? Anh chị bên trong anh chị là phải có tính cách quan tâm đến người khác. Tức là một mối quan hệ nó phải là win-win. Doanh nghiệp được lợi, khách hàng được lợi, công ty được lợi và nhân viên được lợi. Đấy, thì đây là cái mình muốn chia sẻ, là cái sâu nhất là cái triết lý của văn hóa doanh nghiệp. Thì đây là mình chia sẻ những cái mình đã và đang làm cho doanh nghiệp. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài. Bạn đang đau đầu với việc tìm ra những chiến lược, phương thức kinh doanh hiệu quả để giúp doanh nghiệp của bạn vượt qua đại dịch. Tham gia ngay các khóa học tại HBR để được cập nhật những xu hướng kinh doanh mới nhất thời Covid, đồng thời được giải đáp trực tiếp những vấn đề đang gặp phải để tìm ra những hướng đi mới phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Các khóa học gồm xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp, xây dựng hệ thống và mô hình kinh doanh online, xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ. Hãy đăng ký ngay các khóa học trong đường link ở dưới phần mô tả video này để được giảm giá lên tới 1 triệu đồng hoặc gọi số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.